Vợ chồng Minh xin chào quý cô anh chị và các bạn yêu kênh cả nước nhé. Giới thiệu với quý cô anh chị và các bạn thì hiện tại bên vừa em đang có rất là nhiều những loại cây bóng mát, cây to để phục vụ mọi người trồng khuôn viên sân vườn nhé. Hôm nay em giới thiệu mọi người một đôi dâu da đất, dâu da thuần Bắc luôn nhé. Đây là cây dâu da đất rừng quả đỏ. Đây, bên em đang có một đôi rất là đều nhau này. Đấy, ủ dâm ủ kỹ rồi là lộc lá lên rất là tốt. Đấy. Hiện tại thì đôi này vanh của nó rơi từ 43 đến 45 nhé, thoát thân từ mét tư đến mét rưỡi. Để các bạn xem thoát thân là khả năng tương đối là đồng đều nhau. Đấy. Tổng chiều cao cây của nó rơi vào 5 mét, phân tán đều. Đây, tán phân đấy rất là đều này. Đây, hai cây này là một đôi luôn, rất là đẹp. Đấy, ngoài ra còn những cây khác nữa, ví dụ trong này, đây trong này cũng đang có một cây đây khách lấy rồi. Đấy, đang nhấc bầu rồi đây. Cây trong này thì nó to hơn, đây, này to hơn. Đấy, tất cả cây em đều là dâm ủ rất là kỹ nhé, trồng vô cùng là đảm bảo luôn. Dâu da hiện nay rất là nhiều người đang thích cái sử dụng cái cây dâu da này để trồng vừa trang trí cảnh quan vừa lấy quả. Mà cái dâu da này quả nó mọc ở thân thì khi mà nó ra đến mùa nó ra rất là đẹp, quả này màu đỏ nữa. Và cái dâu da này khi mà nó ra quả ấy, thì nó không bị rụng lá các bác nhé, nó không bị rụng lá nên nó vừa xanh, có màu xanh của lá vừa có màu đỏ của hộp quả thì nó rất là ok, nhìn rất là đẹp. Một đôi nhá. Ngoài dâu da ra bên em cũng có rất nhiều loại khác như mít, vú sữa, gạo cũng có này. Giới thiệu các bạn là cây gạo này. Đấy. Hoa gạo nhá cũng có. Mít, vú sữa, hoàng lan. Đấy, rất là nhiều. Đây, hồng này. Bơ hòe, cái hoa hòe đây, các bác nào mà muốn trồng làm cảnh mà muốn có làm thuốc luôn đấy thì có thể trồng cây hoa hòe nhá, đang có hoa luôn các bác này. Đấy, có nhìn không biết có rõ không, đấy đang có hoa luôn. Hòe cũng rất là to này, đấy, hòe cũng rất là to nhé. Em có rất là nhiều loại. Đấy, nhưng hôm nay chủ đạo là giới thiệu với các bác cái đôi dâu da này. Đấy. Các bác nào mà ưng mắt nhé thì có thể liên hệ với nhà vườn Trọng Minh qua số điện thoại 034 844 8145. Đấy, số của cả Zalo nhé. Các bác phải kết nối Zalo với em gửi video và hình ảnh cây thực tế để các bác xem. Nếu mà các bác mà ưng thì có thể các bác mà ưng thì có thể là anh em mình giao lưu luôn cái cặp đôi này. Tất cả các loại cây công trình, cây bóng mát các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người xem video nhé, xin chào, hẹn gặp lại ở video sau.